បាទអំបងធម្មតាវិសុំគ្រប់បងប្អូននៅលើបណ្ដាសង្គម YouTube Facebook បាទថ្ងៃថ្មីសុខកសរីមកលថ្មីនេះអំបងធម្មមកបន្តវីដេអូជូនបងប្អូនទៀតបាទវត្តណរកាក៏បានរឹងរូបភាពថ្លាសោះក៏រៀបចំចិត្តជារួចស្រេចដែរជាងឯងបងធម្មចែកលើជូនបងប្អូនយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវបងប្អូនឃើញណាឥឡូវក៏ចិត្តហើយអស់ណាគឺខាងមុខនេះក៏មានក្បាច់ណាvâng vũng thơm TV xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay vũng thơm cập nhật tiếp tục bản thổ Noroka, hiện tại cũng sắp hoàn thiện rồi. Noroka có địa chỉ ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ha. Đây là bản thổ ha nha. Noroka mình chi rùm nâu không Phú Hữu, khu Phú Hữu, khu Phú Tâm, xã Châu Thành, khu Sóc Trăng ha. Lâu bằng ôn nhớ một hơi nha. Cái bạch trình tịch tịch đó nè. Cũng gần hoàn thiện rồi nhà ha. Đó, lậu đi gồm con khơi bàn cỡ chất sập hết sập hết rồi á. Khoảng 70-80% này ha nhà. Quay dần rất là đẹp ha. Năm nay là diện mạo mới ha. Bên trong thì cũng đang mà chùi dầu nhẹ đó, chùi dầu nhẹ để cho nó mau khô, chỉ cái chùi nhẹ chứ không có làm cho nó thấm ướt ha. Sợ nó cũng mềm cây rồi đó, chỉ lau nhẹ cho nó phần dáng cho nó thấm thôi. Cũng như bên phần thân này thì chưa ha, rồi chơi tuột luôn đấy bằng ôn khơi người ta phục hình sẽ làm cái bài chứ mình toàn lên lần cái ai cái ấy đây này làm đi plow thay mấy ơi. Phật chủ nền là màu đen hay nhà tông nền đó. Màu đen. Phần thân thì chưa hiện lên, chỉ thấy màu cam thôi. Màu cam và màu trắng. Rất là đẹp ha. Ở đây lau nhẹ nhẹ lại nè, nó cũng thấm ướt rồi nè. Lau nhẹ lại hết. Cái này chuột ôi về sớm sớm, ôi về lạnh khô cái đa. Còn đây dân chuột sờ sơ mà quýnh mình chua đời chát á. Chẳng chừng mến. Còn là dân chút vũ anh ơi nế bàn. Nói là dân ơi ơi chầm ơi ở chút. Bên này thì cũng có tông màu ha, phần sau này nè. Nòn cõi này mình có ai bạch hút lúc nó lừa so ấy nè. Ở phần sau này có thấy màu vàng ha nè, vàng với màu cam đó, nó đã lấp lên màu trắng hay nha. Để coi cái phần lái cái có đẹp không, có lên gì chưa ha. Thì nhìn xa xa cũng thấy tông màu ha đó. Thì cái nhà mình ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ ha. Thì cũng thơm cảm ơn tất cả các bạn mình rất nhiều. Thì cũng thơm có hai kênh, một kênh thì cũng thơm TV, một kênh thì cũng thơm 83. Hiện tại phần sau này lái này thì cũng thấy 3-4 tông màu kết hợp này ha. Rất là đẹp ha. Rồi mời cái nhà mình sang qua bên kia coi bên kia có hoàn thiện chưa ha. Nên chơi bằng bộ nhân tộc hàng nô mớ men hơi nào mày về Pusana nói bên này thì cũng có mình này ha, có lên mẫu này, có lên vai này,
trong hàng này men bạc ca là nhà bạc ca cọt pích men này mình xả ra này men lần bò khai men bún lấy bò trên khai này họ qua đẹp không ha phần sau này đây là phần lái ha đây cũng là cái tông nền nó màu đen luôn đường cắt màu đen rất là nổi ha cắt là lên xây lên bò mau á tại vì đẹp ca cọt pích đơn giản nhưng mà rất đẹp các nhà. Phần bên thân bên đây thì đã cắt xong rồi nè, bên trái hình như là tối mới hay là chiều gì đó mới thợ sơn ha, thì cũng làm luôn ban đêm cho nên giờ này thợ không có qua làm. Đây là hoa văn của Châu Hiền ha các nhà. Quẻ hôm bữa cũng thơm có làm thăm neo á, cũng là người trong xứ kết hợp hoa văn đơn giản vậy mà nó đẹp, nó cách xa về trầm ngại bên hai là dân mơ bị lơ một việc dòng sông Mát Pedro cho nó khuyên về cao sơ lạc này, mình nhìn tầm xa là rất đẹp đó nha, tại ở dưới sông mình ở trên bờ sông Mát Pedro mình nhìn xuống cái khoảng cách của bông nó rất là đẹp, nó không có chồng lên nhau, mình nhòm mà nó rất là đẹp. Hiện tại bên đây là rồi, có lẽ chắc cũng gần xong rồi này, không biết có thêm chi tiết gì thêm nữa thì cũng thơm không có rõ ha, có gì thì cũng thơm cập nhật tiếp. Thì cũng mong tất cả các bạn mình có xem ngay trên kênh Dũng Thơm TV thì đừng quên cho Dũng Thơm một like và một đăng ký ha, để Dũng Thơm cập nhật cho thật nhiều kia ngô cho mọi người xem ha. Chưa có lên cần câu á, dài bữa nữa mới nghệ nhân mai danh lâm lại để cần câu lên bữa mùng 9 hạ thủy cả nhà, ngày mùng 4 tết mình đồng coi tục cho tôi canh sưng thì mình đang bên chuyện đọc lên tới chầm ở đây đúng không, chầm tu sanh thêm mai bằng bộ chân đăng thì bữa đó thì mùng 9 hạ thủy thì không biết có đi xuất chăng không, này cũng thêm chưa cập nhật được ha, thì cái ta cập nhật được cũng thêm mình sẽ tiếp tục rất là tươi các nhà, màu cam với màu vàng đây như lên màu chỉ màu cam đậm các nhà, đây lên chỉ màu cam đậm, ở phía sau hồi nãy thì màu đen, không biết người ta lấy cái này, mẫu nào thì cũng chưa có biết ha, thì cũng mong cả nhà mình nhớ theo dõi thêm ha. Đây là phần đầu ha cả nhà. À. Phần hoa văn phần cổ nè. Rất là tươi luôn ha. Sọ ha. Kho nó thấy là sọ. Rồi vậy thôi cũng thơm quay một chút rồi để cho cả nhà mình theo dõi thôi, cũng thơm cũng xin tạm dừng video ngang đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn mình rất nhiều để theo dõi tiếp tục ha. Thì ngày bọn thơm ở quân bọn ôn như tầng ở khả để tiết sản lời kênh bọn thơm TV nữa. Sau khi xây bằng con lòng ở khả năng và xong ở quân hay bọn thơm đồng bằng tòa video chùn bọn ôn như tốt sản thêm.